Bạn thường xuyên sử dụng Telegram cho mục đích nhắn tin liên lạc, vân vân. Và bạn không muốn bỏ qua các tin nhắn quan trọng. Việc này thật đơn giản. Bạn chỉ việc mở tin nhắn lên. Có thể là tin nhắn từ bạn bè hoặc tin nhắn trong các hội nhóm hoặc trong một kênh thông tin nào đó. Tìm, giữ màn hình, tin nhắn, chọn vào Forward, chọn vào Save. Và tin nhắn sẽ được lưu trong thư mục Save. Những lần sau bạn muốn tìm hoặc xem lại cái tin nhắn đã lưu, bạn chỉ việc vào ô tìm kiếm, nhập, Save, chọn vào Save. Thì nó sẽ ra tin nhắn mà bạn đã lưu. Ngoài ra, bạn có thể pin cái tin nhắn này lên trong từng trường hợp bạn có quá nhiều tin nhắn đã lưu. Đó, tin nhắn đã được pin lên cửa sổ của thư mục lưu trữ. Và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, các bạn đừng quên like, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.